Sonley xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị trong tất show ngày hôm nay, Sonley muốn giới thiệu đến quý vị một người bạn của Son. À, đó Đại. là sướng ngôn viên của đài truyền hình là cô Lưu Mỹ Linh. À, cảm ơn chị Linh đã nhận lời cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Xin kính chào quý khán thính giả. Cảm ơn San chứ phải cảm ơn San cho Linh cái cơ hội để lên đây ngồi ở một cái set rất là đẹp. Lần đầu tiên có cơ hội nói chuyện với San trực tiếp ở trên um, media hả? Yeah, bật mí với chị đây là cái set mà Son Bill lâu lắm rồi mà hôm nay chị là người đầu tiên đến mở hàng đó Wow, rất là hân hạnh, cảm ơn Son nhiều lắm <laughs> No, Son rất là hân hạnh Hồi xưa thì không biết là chị còn nhớ không Có một lần là chị Linh đã từng phỏng vấn Son uh, Trên đài truyền hình rồi cho nên là Son rất là nhớ Và khi mà gặp được chị Son rất là ngạc nhiên là vì Son biết chị từ lâu lắm rồi Biết lâu lắm rồi là chị đã từng có một cái thời gian hoạt động văn nghệ đã từng đóng kịch với những uh, nghệ sĩ hài nổi tiếng như là Hoài Linh và ngay cả cố nghệ sĩ Chí Tài. Vâng. Nhưng mà Linh suy nghĩ là Linh đang thắc mắc là San đã biết Linh từ lâu rồi nhưng mà San đi lính hơn 20 năm. Như vậy thì San vừa đi lính vừa coi những cái hoạt động nghệ thuật của cộng đồng người Việt mình hay sao? Có cơ hội không? Đúng rồi, có nhiều cơ hội lắm. À, tại vì Chứ không phải công người... việc ở trong lính nó bận rộn lắm mà. Thì thì lúc mà mình làm thì mình không coi được thôi. Nhưng mà lúc ừ. về nhà thì mình Coi, mình được à, giải trí. Yeah. Như vậy là San cũng rất là thích văn hóa Việt Nam à? Ồ oh, San mê lắm. Cũng quan tâm đến những cái sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam của mình trên nhiều lĩnh vực mà trong đó có cả nghệ thuật nữa. Vâng, San rất ừ. là mê văn hóa của Việt Cảm Nam. Cảm ơn San. Mặc dù là mình qua đây từ nhỏ. À, nhưng mà cái show này không phải là về San Lê, Hôm nay là San Lê muốn biết về chị nhá. <laughs> chị có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân mình cũng như là được biết là trước khi mà chị làm uh, sướng ngôn viên thì chị đã có một thời gian hoạt động văn nghệ rồi. Chị có thể kể sơ sơ cho quý khán giả biết được không? hoạt động văn nghệ thì có thể nói đó là thuộc về dĩ vãng này, nó là quá khứ, nó là cũng hơn hai thập niên trước. Uhm, từ nhỏ đó thì mình cũng rất thích thích nghệ thuật, rất là thích thích hát hò, thích múa. À, lúc còn nhỏ đó ở bên nhà đó tức là ở bên Âu Châu với gia đình đó thì cộng đồng Việt Nam của mình bên đó nhỏ lắm. nhưng mà cũng tổ chức Tết với Trung Thu thì mình cũng đóng góp cho những đứa trẻ nhỏ nhỏ đi múa đi múa đi hát. Xong rồi mình thích lắm, tại vì mình được vẽ son phấn lên mặt <laughs> được mặc áo dài, được, được được múa được hát. Xong sau đó thì um, tự nhiên nó dẫn dắt vào con đường đó. Rồi mình qua đây thì um, cũng là một cái sự tình cờ mà um, cũng bước chân vào con đường nghệ thuật. Thì um, nó giống như là một cái sự tình cờ nhưng mà cũng là một cái duyên mà một cái kỷ niệm cũng khó quên. Son nhớ mãi cái show mà son uh, uh, xem được chị ở trên màn hình nó không phải là lúc mà chị đang ca hát mà lúc đó là chị đang đóng một cái vở kịch hài mà có Hoài Linh rồi có cố nghệ sĩ Chí Tài nữa. Ừ, cái vậy là cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất của chị về uh, nghệ sĩ Chí Tài là gì? Hình như đó là lần đầu tiên mà uh, cố nghệ sĩ Chí Tài chuyển từ hoạt động âm nhạc sang thành đóng hài đúng không ạ? Đúng. À, hồi đó thì chưa có à, thật sự là những cái bài liên quay nó không có phải là hài lắm nó là một cái bài hát nhưng mà viết ra trở thành một cái nhạc kịch để cho nó đa dạng hơn thay vì là mình chỉ đứng mình hát thì đạo diễn họ yêu cầu là viết ra trở thành những cái nhạc kịch thì những cái nhạc kịch thì nó phải có cái gì nó dí dỏm nó vui vẻ thì um, lúc đó thì bên trung tâm mới có mời các anh chị cộng tác ví dụ như anh Hoài Linh rồi anh Chí Tài cộng tác chung trong những cái bài hát mà Linh hát. Tại vì những cái bài Linh hát mà trung tâm giao đó thì nó mang cái tính cách nó nó dí dỏm nó vui vẻ, cho nên là đạo diễn họ mới viết thêm ra thành những cái biến tấu hình những cái câu chuyện vui. thì lúc đó đó thì chưa có cơ hội để đi Việt Nam quay, cho nên là còn quay ở đây, quay ở trên Pomona đó, mượn một cái một cái giống như là một cái khu đất của một cái cơ sở rồi nó có nó, nó có nhiều cây cối thành ra mình dựng lên giống như là những cái cảnh ở bên Việt Nam á để làm ra những cái bài cái bài nhạc kịch đó về sau dần dần thì mới có những cái cuốn mà đi về Việt Nam mình quay thì đó cũng là cái kỷ niệm cũng rất là khó quên bởi vì um, anh Chí Tài là một người anh um, thật sự mình biết anh Chí Tài từ lúc mình còn nhỏ kìa từ lúc mà chỉ có coi những cái video của ban nhạc của anh thôi, Chí tài brothers á. rồi sau đó thì qua đây thì có đến phòng thu của anh để thu những cái bài hát của mình mà có đến có anh diễn á, thì thu trong phòng thu của anh, à, anh là một người anh rất là dễ thương, rất là mộc mạc, thật lòng và rất là hâm mộ, rất là khiêm nhường chứ không phải là tại vì anh nổi tiếng rồi anh 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 thế này thế kia đâu, anh rất là dễ thương, yeah. cho đến bây giờ mình vẫn giữ những cái kỷ niệm rất là tốt đẹp với lại các anh chị nghệ sĩ đúng là một cái kỷ niệm đẹp à, mà cái kỷ niệm đó nó cũng rất là đặc biệt là vì từ trước đó thì son biết là nghệ sĩ trí tài là hay đánh đàn thôi đúng chơi rồi. nhạc thôi ừ, chứ chưa bao giờ mà nhà. diễn hài cả dạ, đúng, đúng. cho đến khi mà diễn cái show đó với chị thì son mới ngạc nhiên quá wow. thì lúc đó là anh ấy khám phá ra là anh có thêm một cái tài năng rất là đặc biệt từ lúc đó anh chuyển hướng qua là anh bắt đầu diễn kịch diễn hài và anh lại nổi tiếng hơn nữa qua cái lĩnh vực đó nữa đúng dạ. vậy. anh rất là nhiều tài nhưng mà cũng phải nhờ chị cùng diễn à, dùng. À, cái đó chỉ là một cái duyên đưa đến thôi. Qua những cái bài ca mà được viết trở thành những cái nhạc kịch. Và sau đó thì có sự cộng tác của anh với anh Hoài Linh. Thật sự ra mà nói thì Linh rất là cảm ơn có sự cộng tác của các anh. Yeah. Yeah. Vậy thì đang sinh hoạt nghệ thuật như vậy một thời gian dài cũng khá là thành công. Nhưng mà tại sao chị lại ngưng và uh, chọn một cái công việc khác là sướng ngôn viên của đài truyền hình. Mà mà kể từ khi mà làm sướng ngôn viên là chị có thấy happy không? À, mình cũng phát hiện ra là cũng là một cái sự bất ngờ nó đưa đến thôi. Tại vì trước giờ là mình ít nói lắm, mình ít nói lắm. Nhưng mà khi bước chân vào trong cái lãnh vực đó thì lại thấy là mình à, có khả năng để điều động cái công việc Thế nên mình cũng rất là vui. Cái lý do mà linh ngưng cái công việc nghệ thuật đó, bởi vì lúc đó linh có con, linh sinh con, thì cái sự vất vả khi mà mình mỗi một cuối tuần mình phải đi xa mà đi đâu phải đi một ngày một lần mình đi mình phải đi từ thứ sáu thứ hai mình mới về coi như mình mất 4 ngày rồi mà như vậy mà đứa nhỏ nó không có ai chăm sóc á thì nó nguy hiểm lắm mà mình mình không có yên tâm khi mình đi như vậy đó rồi rồi nó làm cho mình bị bị ám ảnh mình sợ đủ thứ mình sợ là ví dụ máy bay rơi thì làm sao ai lo cho con rồi ở nhà rồi nó không được ăn uống thì làm sao cái tự nhiên nó trở thành một cái ám ảnh xong rồi cái mình quyết định là thôi mình 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 bỏ con đường nghệ thuật mình chỉ muốn một cái công việc làm gì bình thường để mà mỗi một ngày mình có thể đưa đón con và vẫn đi làm rồi sau đó tối về nhà chăm sóc cho nó thôi thì mình cũng được cái 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 may mắn đó là mình cũng nhận được một cái công việc mà nó rất là flexible để mình vừa chăm con được vừa đi làm được nhưng mà công việc của mình nó cũng vẫn nằm ở trong lĩnh vực nghệ thuật làm về truyền thông nó cũng nằm trong lĩnh vực nghệ thuật rất là hay cho nên là phải nói là mình cũng may mắn Ừ, nhưng mà đúng thực sự là chị là một uh, ca sĩ rất là tài mà chị có tài diễn xuất, đóng hài nữa. Uh, cho nên là bỏ không, đi. Mình chỉ là đệm cho các anh đắm, <laughs> trong các trận đệm cho các Tôi anh diễn hài thôi. Hay. Mình đệm rồi mình hát cho các anh ấy diễn thôi. Dạ. Yeah. Ừ, chị mà... rất là khiêm tốn, chị rất là khiêm tốn nhưng mà không có người đệm thì chắc chắn là những diễn, diễn viên chính không có thể yeah. nào mà trổ hết cái tài năng của mình ra được đâu. Yeah. Cho nên là chị đừng khiêm tốn nữa, ok? Um, nhưng mà có một điều rất là lạ là khi mà Hoạt động văn nghệ mà nhất lực ca nghệ sĩ đó Bên này đó Rất là hiếm khi mà thấy ai người ta bỏ cuộc Chỉ vì lo lắng cho con cái Tại vì thú thật là ca sĩ kiếm rất là nhiều tiền Ở đây đúng không Thì ạ Với lại cái đam mê nghệ thuật nữa Có nhiều người hy sinh lắm để mà đạt được Cái ước mơ nghệ thuật Mình biết, Linh thấy rất là nhiều Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống Có những cái sự lựa chọn Mình không thể chọn hai cái một lúc được Thành ra mình Mình chọn cái nào mà Đối với quan niệm cá nhân nha, mình cảm thấy cái đó nó quan trọng hơn. Tại vì đối với cái, cái 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 đối với cái sự suy nghĩ của Linh á thì khi mình mang một đứa con vào đời là không phải sự lựa chọn của nó mà là sự lựa chọn của mình. Thì cái đó là trách nhiệm của mình. Thì khi đã là trách nhiệm của mình thì mình phải mình phải lãnh hết cái phần trách nhiệm đó. Tại vì một đứa trẻ mà nó được sinh ra, nó được nuôi nấng trong cái tình thương và cái sự giáo dục coi như là cái sự giáo dục mà nó không phải là nó quá nghiêm khắc nhưng mà nó cũng không nó quá mức nuông chiều, nhưng mà điều quan trọng nhất là cái tình thương. Mà cái tình thương á lẽ đương nhiên là phụ huynh nào cũng thương con hết. Tuy nhiên quan niệm của Linh đó là thương và biết thương và đứa nhỏ nó cảm nhận được nó thương, mình thương nó và nó hạnh phúc với cái tình thương đó. Thì đối với Linh mới là giá trị. Thì như vậy đó, Linh Linh thương con mình và mình muốn cho nó biết là mình thương nó và mình chăm sóc cho nó để cho tại vì mình muốn nó trưởng thành là một người công dân tốt chứ mình không muốn xanh nó ra rồi xong rồi uh, thiếu một cái gì đó tại vì mình ai cũng biết là trước giờ sanh ra đời là khổ đúng không thì bước chân vào đời sẽ có nhiều cái khổ thì bây giờ mình muốn giảm thiểu đi càng nhiều càng tốt mình cố gắng làm sao mà nuôi nấng và chăm sóc cho nó bằng tất cả cái cái tình thương của mình và cho nó biết và cho nó cảm thấy nó hạnh phúc là cái tình thương của mình dành cho nó và nó có được cái điểm tựa tại quan trọng nhất là con cái khi nó biết được rằng cha mẹ là cái điểm tựa quan trọng của nó và nó có thể mở lòng để nó tâm sự với mình về tất cả mọi vấn đề thì như vậy đó nó bước chân vào đời nó sẽ vững vàng và nó sẽ tự tin hơn không biết là con của chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi có ngài cho hỏi không con của Linh năm nay 20 à. 20 tuổi rồi. Ừ. Vậy là giữa cái tình yêu âm nhạc và tình yêu đứa con của mình chị phải hy sinh cái tình yêu âm nhạc của chị. Ở khi này bây giờ con chị lớn lên rồi nó hiểu ra được cái chuyện đó rồi, nó có appreciate more không? Bây giờ nó lại rất rất là thích đi hát, ừ. nhưng không phải nó thích đi hát, nó thích nghe những cái bài mẹ nó đã hát ngày trước. À. <laughs> nó nghe um, nó nó cũng tương đối là một đứa trẻ ngoan cho nên nó nó biết nghe lời nó biết nghe lời và mình linh hống có la không có la mắng nó chỉ là nói chuyện thôi nói chuyện với nó nhưng mà cũng lựa lựa cái lúc nào thuận lợi thì nói chuyện với nó có những khi nó làm những cái điều mình không có vừa ý đó mình giận lên đó thì mình mình không có react ngay lúc đó mình không rủi ngay lúc đó mà mình mình sẽ chờ một vài ngày sau mình suy nghĩ xem mình có thể nói cái gì để mà cho nó hiểu và cho nó không có sợ và nó không có bực mình thì lúc đó ngồi xuống nói chuyện với nhau lúc nãy chị có chia sẻ là um, chị qua bên này để mà hoạt động hoạt động âm nhạc vậy thì trước khi mà qua Mỹ là chị ở đâu chị ở Âu Châu chị ở Âu Châu ở Pháp mình wow. ừ. lớn lên ở Pháp Chị lớn lên ở Pháp. Ừ, nên đi học ở bên đó, lớn lên ở đó. Chắc là chị rành tiếng Pháp lắm. Ừ. Rành. Rất là rành tiếng Pháp. Có thể đếm từ 1 tới 10 tiếng Pháp được không? 1, à, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Không hiểu gì hết. <cười> <cười> Nhưng mà rất là hay. Wow. Chị là một con người rất là đa tài đấy. À, vừa biết tiếng Pháp, sống ở Mỹ lâu năm và... Cũng không có lâu năm, cũng hơn hai chục năm. Hơn hai chục năm cũng lâu rồi. Coi như là chị vừa trưởng thành ở Pháp cũng như là trưởng thành ở Mỹ, cái khoảng thời gian ở nước nào là chị sống lâu nhất? ở Mỹ ở Mỹ là lâu nhất. Ừ. Sao chị lâu. nói tiếng Việt rành quá vậy? Tại vì đó cũng là một cái 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 điều bất ngờ đó. Tại vì lúc mà ở bên Pháp thì cộng đồng Việt Nam nhỏ lắm, nhưng mà nói chung cùng đi thì gia đình của linh thì ở trong nhà bà ngoại bà nội, không bà nội thì ít ở xa lắm, bà ngoại nuôi tụi này từ nhỏ rồi bố mẹ nữa nói tiếng Việt nhưng mà đi học với bạn bè ngoài đấy. tại vì cái cộng đồng ở bên đó đó, cộng đồng Á Châu chung với nhau chứ không có chia ra như ở đây, tức là người các người các sắc dân khác như người người Hoa, người Việt, người Lào, người Miên, người Thái vân vân, có một cái tức là sinh hoạt chung, à, thành ra ai cũng phải nói tiếng Pháp hết. Ở đây thì cộng đồng mình nó lớn nên mình có cộng đồng riêng mình nói tiếng riêng nhưng mà bên đó lại đi ra ngoài đường là phải nói tiếng Pháp với mình đi học mà, nhưng mà đến khi mình cái duyên nó đưa đẩy mình đi qua bên này thì khi mà mình bắt tay làm việc với cộng đồng Việt Nam ở đây thì tự nhiên cái tiếng Việt của mình nó lại phát triển được mạnh rồi cộng thêm là khi mà mình chuyển hướng mình quay về làm truyền thông thì mình đã được uh, trước khi mà uh, đi sâu vào cái con đường truyền thông đó, thì mình được một một phải nói là một phóng viên rất là kỳ cựu rất là nổi tiếng ở đây uh, cho mình một cái lớp huấn luyện để nói tiếng Việt và nói theo đúng cái ngôn ngữ của giới truyền thông và dạy cho mình cái cách khi mà mình làm việc đó thì cái cái tích tích cái kỹ thuật nó như thế nào và cái sự hiểu biết nó phải làm sao cách sử dụng chữ như thế nào và cái time frame nó phải như thế nào trong một cái trong một cái đề tài thì nó có cái time frame ra làm sao hoặc là khi mình giới thiệu với một người nó có cái time frame là bao nhiêu giây vân vân mình học được những cái kinh hey nghiệm quá. đó nó nó rất là quý báu từ các uh, quý vị đi trước tiền bối đi trước các cô chú các anh chị uh, rất là lão luyện ở trong nghề truyền thông và dạy cho mình cho nên mình nhờ như vậy mình mới giỏi đối với mình là một cái bước tiến khá Vậy là sau cái talk show này chị phải cho son cái số liên lạc của người này để mà son bái làm sư phụ mới được Chan rất là giỏi ừ. rồi thưa quý vị, Chan nói tiếng Việt rất là giỏi. Thưa quý vị, quý vị có thấy là Chan rất là lanh lợi không? Rất là lanh lợi phải không ạ? Cho nên là <laughs> Chan rất là giỏi để ừ, mà để, lúc để nào mà cũng làm việc. ví mình như là một người học trò, lúc nào cũng muốn học cái mới, cái hay Linh cũng là... vậy thôi, Linh cũng muốn và học và tiếp tục hỏi phát triển. À, chứ mình không dám nói là mình rành cái gì đâu, mà so với chị Linh San thấy là chị Linh tiếng Việt quá giỏi. Chị rành về tiếng Pháp, chị còn gia đình ở bên Pháp không? Còn vẫn còn gia đình bên pháp. tất cả gia đình bên okay. nội bên ngoại đều bên đó hết chị yêu thích nhất là cái gì ở bên pháp cái cảnh đẹp cảnh đẹp Nghe nói cảnh người pháp khác người ta lắm lãng mạn lắm. lắm phải không lãng mạn ở một cái khía cạnh nào bây giờ mình bây giờ mình nói về lãng mạn lãng mạn theo cái cái linh thì không có đến nỗi tây hóa quá hay là mỹ quá thì cái lãng mạn nó dừng lại ở một cái giới hạn nào chứ còn nếu mà cái lãng mạn mà đi theo như là của 100% của Tây đó là nó hơi đi xa quá thì nó sẽ nó sẽ nó hơi về thể giác quá. Cái lãng mạn mà nó nó cảnh ở đó rất là lãng mạn, người ta có thể làm thơ, làm văn, viết sách, viết nhạc rất là đẹp. Tại vì khi khung cảnh ở bên Âu Châu thưa quý vị đẹp lắm mà khác với bên Mỹ nhiều lắm cho nên là nó cũng khiến cho tâm hồn người ta nó lắng động xuống và người ta cũng có nhiều cái idea khi mà mình đi ra ngoài đường hay là mình đi ngồi trong một cái công viên mình sẽ có nhiều cái cảm xúc lắm mà nó bốn mùa nó khác nhau nó thay đổi lá xanh lá đỏ lá vàng rồi không có lá tức là bốn mùa nó thay đổi nó cho con người ta rất là nhiều cái cảm xúc nhưng mà quan niệm về lãng mạn thì linh nghĩ rằng nó phải có cái giới hạn của nó nó lãng mạn ở trong cái tâm hồn ở trong cái 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 trí não của mình Nhưng mà nó đừng có đi quá đà về cái vấn đề thể xác thì linh, linh, quan niệm nó như vậy thì 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 nó nó vẫn còn là cái, cái tính chất Việt Nam không còn ví dụ như lãng mạn theo cái kiểu hoàn toàn Âu Châu đó thì thì gặp ai cũng yêu hết thì, <laughs> thì linh không có không có đi xa tới như vậy Xong thấy là ai cũng nghĩ là ở Pháp đặc biệt là con người Pháp rất là lãng mạn. Xong chưa bao giờ tiếp xúc họ đúng nhưng rồi. mà nghe cái ngôn ngữ Pháp không thôi mình cũng thấy là một cái ngôn ngữ hết sức là thu hút và lãng mạn. đúng rồi. Vậy là... cảnh đẹp lắm. cảnh đẹp lắm. Cảnh Vậy đẹp là so với cảnh ở Mỹ với là ở Pháp là chị thấy ở đâu đẹp hơn? bên đó đẹp chứ. bên, bên đó đẹp Âu hơn? Châu đẹp. Really? không phải chỉ Pháp không đâu. cả ừ. Âu Châu. bây giờ sang đi qua đến ý, Hy Lạp hay là Hungary hay Ba Lan. Thụy Sĩ. Thụy Sĩ. Sĩ đẹp lắm. Thụy Sĩ nó nhỏ xíu mà nó có tới sáu bảy cái hồ, wow. rất là lãng mạn. Lúc mà linh đi thụy sĩ đó buổi chiều nhìn xuống cái hồ khi mà những cái cây liễu nó là là xuống cái mặt hồ, đó. xong nó có những con thiên nga đó. Wow. Mà trân biết là thiên nga là nó sống có cặp, một con mà nó chết là con kia nó chết theo. Wow. Lúc nào cũng có vợ có chồng hết. Thành ra thiên nga nó là biểu tượng của tình yêu là như vậy. Người ta hay dùng thiên nga để làm biểu tượng tình yêu lắm. Mình nhìn thấy những cái cặp thiên nga nó đi với nhau, nó đi song song hoặc là một con đi trước, con đi sau nó bơi á. Cái cây nó là là xuống trong mặt trời chiều xuống nó đẹp, nó đẹp tới phải nói là đẹp não lùng luôn á. Mà nhiều khi thấy hai con thiên nga nó trụng cái đầu lại này nó nó, nó so lovely, nó dễ thương lắm. Nghe chị kể là xong muốn đi liền rồi à nha. Năm sau là <laughs> bút vé qua châu Âu liền luôn. Với lại ra. bên đó nó có những cái tramway đi, ừ. những cái xe điện đó, đi đi xung quanh thành phố nó thích lắm. Đẹp quá à. ừ vậy thì không biết là chị có chị nhớ nhiều ở châu Âu ở Pháp như vậy chị có kỷ niệm gì ở bên Việt Nam không? Ừ, hầu như là không có rất hầu là như ý. là không có. chỉ có kỷ niệm lúc mà dạo sau này quay về thì đi quay phim á, à. đi quay phim cái khoảng thời gian từ từ thập niên 2000 đó, ừ. cho đến 2004 đó là cái khoảng thời gian mình đi làm việc rất là nhiều, ở khoảng từ cuối năm 99 trở đi khoảng giữa năm 99. nhưng mà kỷ niệm mà ý là kỷ niệm á. Kỷ thơ nó mờ nhạt lắm không có mà... nhớ gì mấy ờ, mình không hoàn toàn không có nhớ ngay cả lúc mà bố dắt đi về ngang qua cái căn nhà cũ mình cũng không có nhớ nữa ừ. tại nó thay đổi nhiều thật khó có thể nào tưởng tượng được uh, chị lớn lên trong ba cái nền văn hóa Việt Nam Pháp rồi rồi Mỹ ừ. uh, mà cái ký ức mà của Việt Nam của chị nó rất là mờ nhạt mặc dù vậy nhưng mà cái ngôn ngữ Việt Nam của chị là quá rành rỗi chị quá giỏi về cái mặt ngôn ngữ Vậy thì cái nền văn hóa nào là chị theo chị là nó tác động nhiều đến chị nhiều nhất? Ý nghĩ là cả ba. Cả ba. Nhưng mà nhưng mà mình gạn lọc tất cả những cái gì hay. Mỗi một cái văn hóa có những cái hay riêng, mình mình lọc những cái hay đó mình áp dụng vào. Thì như vậy mình sẽ học hỏi được nhiều hơn. Tại mỗi một cái nền văn hóa nó có những cái hay riêng. Văn hóa Việt Nam có cái hay riêng, mình giữ lại cái hay đó, mình dạy con mình mình cũng để giữ cho mình luôn. Rồi văn hóa của Âu Châu nó có những cái hay riêng Văn hóa của người Mỹ nó có những cái hay riêng Thì Linh rất là thích cả ba cái nền văn hóa Và mình cũng thấy là mình may mắn Mình được học hỏi ba cái nền văn hóa như vậy Thì mình gạn lọc cái gì hay mình giữ lại Có bao giờ khi mà cái quá trình mà chị trưởng thành đó Chị có bao giờ mà đấu tranh để mà suy nghĩ là Ô mình là cái cái identity của mình là gì không? Mình mình sinh ra ở Việt Nam nhưng mà mình bị tác động về văn hóa của Pháp cũng như là ở Mỹ cũng rất có, là nhiều. Cũng có. Tại cái mình suy nghĩ mình nói, ủa mình sống ở ba nơi mỗi nơi một chút một chút. Cái xong rồi cả ba thứ tiếng đều biết nói nhưng mà chẳng có cái gì giỏi hết. <laughs> mỗi thứ một chút chút. Mà khi mỗi thứ một chút như vậy thì mình thấy mình chẳng có cái gì giỏi cả. Khi người ta chỉ một thôi thì người ta sẽ rất là giỏi phải không? Uh -huh. Mình cứ thứ mỗi thứ mình biết một chút. Nó giống như một cái nồi lẩu vậy đó. <laughs> <laughs> chẳng có cái gì giỏi cả <laughs> mình nghĩ như vậy đó nhưng mà được cái là đa số người ta thích ăn lẩu <laughs> lẩu tùy, rất là ngon. tùy, tùy, tùy người nha có nhiều người thích ăn steak à. uh -huh. có nhiều người thích ăn mắm việt nam <laughs> đó nhưng mà khi xưa son cũng có cái uh, suy nghĩ uh, giống như chị vừa mới nói đó son lớn lên ở hoa kỳ qua đây từ nhỏ cho nên là nhiều lúc mình cũng phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm không biết là mình là người như thế nào mình Mỹ là mình không phải là Mỹ rặc rồi đó Mà Việt Nam mình cũng không hẳn là người Việt Nam Cho đến khi mà mình về lại quê hương Việt Nam lần đầu tiên Thì mình có cảm giác giống như là Nó xa lạ quá Khi mình nói chuyện với người ta mình xa lạ quá Cho nên là mình không biết là không Biết là mình là người gì nữa cái đó linh cũng đồng ý linh cũng đi qua cái trải qua cái, cái cái suy nghĩ đó tại vì đó bây giờ mình ở bên mỹ nhưng mà người mỹ nhìn mình họ sẽ không có nhìn nhận nhận mình là người mỹ bởi vì mình vẫn là da vàng đúng không mình ở bên Âu Châu mình biết là mình lớn lên ở đó từ nhỏ cho đến lớn mình đi học hành thứ mình có bạn bè nhưng mà still người Pháp mà tóc vàng mắt xanh đó người ta vẫn nhìn mình là người da vàng còn bây giờ mình đi qua Việt Nam đó thì mình lại cảm nhận thế như là người ta lại nói ủa sao mình nói tiếng Việt sao nó lỡ lỡ? thành ra mình cũng không biết là gốc gác thật sự của mình nó nó như thế nào nhưng mà uh, mình đừng nhìn vào cái khía cạnh đó linh nghĩ là mình nhìn vào cái khía cạnh tích cực đi để mình thấy rằng mình rất là may mắn là mình Việt Nam mình cũng biết, Mỹ mình cũng biết, Pháp mình cũng biết và có thể trong tương lai nếu cơ hội cho mình được tham khảo nhiều các nước khác thì cũng là cái cơ hội học hỏi bởi vì thế giới này nó rộng mênh mông lắm và mình học không bao giờ hết hết. Nên Linh quan niệm là nếu mà cuộc sống này cho phép mình được học thêm những cái nền văn hóa khác thì mình cũng nên học. Chị Linh nói cũng rất là hợp lý tại vì bây giờ Son mới nhận ra được là những người như mình á tiếng Việt gọi là thịt ba rọi đó, Đúng. tiếng Anh người ta gọi là hybrid. <laughs> mà những cái gì mà nó hybrid nó rất là đặc biệt nó rất là đặc biệt luôn. À, chẳng hạn như coi <laughs> những cái phim mà Superhero á, oh. mình là nửa người hành tinh và là nửa là người trái đất á, Mutate à? Yeah, thì đều là có cái sức mạnh phi thường hơn là những người ở hành tinh khác. Không biết cái đó thì không biết, <cười> <cười> cái đó phải tìm hiểu. Thôi mình cứ suy nghĩ như vậy đi cho nó tích cực, rất <laughs> lạc quan và tích cực đúng không nào? Um, wow, Tức là. Nhưng mà sau này á, sau này trân có cơ hội đó thì trân cũng nên ừ. đi đi các nơi tìm hiểu bởi vì Uh, mỗi một cái đất nước nó có những cái văn hóa riêng, nó có những cái cái điều rất là hay. Mình nếu mình có điều kiện mình cũng nên đi để tìm hiểu. Vậy là một người hybrid hoặc là một người nửa nạt nửa mở như là chị Linh với Son Lê cũng chưa hẳn như là xấu đúng không? Nó cũng có cái tốt ở đó, nó cũng có những cái điểm tích cực. Uh, nhưng mà có lúc nào mà chị cảm thấy là khi mà đặc biệt là ở Hoa Kỳ này uh, chị không có sanh đẻ ở đây với phương diện là một người phụ nữ lớn lên lớn lên ở đây thì chị có cảm thấy một cái sự thử thách nào đó không? Giống như là mình trưởng thành, mình qua bên đây, mình phải đối diện với cái cuộc sống ở đây. Mình không phải là người bản xứ. Ừ. Uh, Chắc mình... chắn là nhiều khó khăn rồi. Yeah. Tại vì uh, người Mỹ thì không có nói tiếng Pháp. À, hồi cái thời Linh qua thì người Pháp không nói tiếng Mỹ. Ở trong trường ấy Linh có học tiếng Mỹ. Một tuần học 2 tiếng. Mà không có đủ. Nhưng mà rất là may mắn là mình biết nói tiếng Việt rồi qua đây thì làm việc với lúc mà bước chân vào lãnh vực nghệ thuật ở đây đó thì các trung tâm đều nói tiếng việt hết cho nên cũng cũng là một cái may mắn lắm thì từ đó là mình mình gắn bó với cộng đồng người việt ở đây luôn và từ lúc bước chân qua đây là ở tiểu bang này luôn chứ không có đi đâu hết gắn bó với cộng đồng người việt uhm, nhưng mà cái khó khăn là cái gì biết không lúc mà linh ở bên âu châu đó thì cái cộng đồng việt nam nó rất là nhỏ và mình nói tiếng việt cũng không biết nói theo cái kiểu mà lễ phép để mà làm hài lòng người khác. Cho nên, nên khi qua đây đó thì một số người không có vừa ý với mình tại vì người ta không có thích cái cách nói chuyện của mình, người ta cho rằng tại vì um, có lẽ là cái sinh hoạt của người Việt cộng đồng Việt Nam của mình ở bên Mỹ nó khác. Cho nên là lúc mình qua nó có, có thể là cái cách nói của mình nó như thế nào đó mà nó khiến họ không có được hài lòng. Thì mình thấy rằng ồ cái đó là mình phải vật lộn để mà làm sao thay đổi mình vì bên kia thì mình nói chuyện mình cứ nói thẳng thôi hay là uh, mình nói mình mix giữa tiếng việt tiếng pháp thì thì có thể là nó hơi thẳng quá hay là nó hơi uh, không đẹp lòng người ta hay sao gì đó vì một lý do nào đó nhưng mà qua đây thì các anh chị ở những trung tâm thì họ lại rất là việt nam thuần túy là việt nam cho nên là nói chuyện thì Sơn biết là người việt nam mình nói chuyện là phải rào trước đón sau phải không thì người ta mới hài lòng thì mình không có được cái ưu điểm đó cho nên là cũng suốt linh dễ sợ lắm cái khoảng thời gian đầu đó thì nó sao chị không phải là người nói chuyện rào trước đón sau hả không cái thời gian đó <laughs> à, cái thời rồi. gian đó thời gian đó khi mình nói nói tóm lại là mình không biết nói khéo hay cái gì đó đó ừ. khiến cho uh, các anh chị người ta nói là ủa sao mình uh, có vẻ như người ta hơi kỳ thị mình vậy đó cái chuyện mà chị nói khéo hay không thì xin để uh, quý vị khán thính giả nhận xét ha nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện của hơn hai chục năm trước rồi bây giờ chắc chắn là mình đã phải học được rồi mình đã phải improve rồi right, sao nói rồi cho nó đủ thôi vậy thì cái nền văn hóa nào theo chị đã giúp cho chị dạy một đứa con rất là ngoan như ngày hôm nay cả ba như linh nói hồi nãy mình gạn lọc ra những cái gì hay mình giữ lại ví dụ như văn hóa Việt Nam của mình là phải có cái tấm lòng biết ơn mình biết ơn không phải không phải chỉ riêng biết ơn cha mẹ không mà mình phải biết ơn đất nước biết ơn tất cả những gì xung quanh mình cái văn hóa Việt Nam hay được một cái là phải có biết ơn thành ra cho nên để ý thấy cộng đồng Việt Nam của mình ở đây không? Lúc nào cũng biết ơn đất nước Việt Nam và biết ơn đất nước đã cưu mang mình khi mình đi qua đây. Đó là cái điểm son mà Linh rất là ngưỡng mộ ở người Việt Nam mình là tấm lòng biết ơn. Thì mình dạy con mình cái điều đó. Vì mình, mình dạy con mình là lễ phép đó. Tại vì con nít xanh ra ở đây là oh, yeah, yeah, what? cái kiểu nói chuyện như vậy thì mình dạy nó cái cách đó của Việt Nam mà nếu mà con nói như thế nếu mà con các bác lớn tuổi mà con gặp hay các cô chú mà con dè yeah hay con quát thì các bác sẽ không có thương con con lễ phép thì người ta sẽ càng thương con thì mình dạy những cái đó tại vì đó là những cái điểm son của nền văn hóa Việt Nam thì mình dạy con mình những cái điều đó ờ, cái điểm son của cái nền văn hóa của Âu Châu Nó là thoáng không có không có khắt khe quá tức là Cha mẹ cũng phải lắng nghe con cái, chứ không phải là cha mẹ nói con cái phải nghe. À, đôi khi mình làm sai, Linh làm sai, Linh xin lỗi con. Linh lên tiếng Linh xin lỗi, mẹ xin lỗi nếu mẹ làm cho con buồn. Ồ oh, ok, con, oh, con nói là mẹ không hiểu con, ok bây giờ mẹ hiểu rồi mẹ xin lỗi thì mình chịu khó mình xin lỗi con nếu mà mình sai thì đó là cái văn hóa của tây phương mình biết nhận lỗi và mình biết xin lỗi và mình thoáng hơn tức là không phải là lúc nào tôi cũng đúng và con cái của tôi là phải phải không đúng mặc dù tôi sai tôi cũng không muốn admit là tôi sai nữa cái điều đó mình muốn vượt qua cái ngã của mình cái tôi của mình để mà mình hạ mình xuống mình chấp nhận mình đã sai và con của mình nó đúng thật sự ra các em nhỏ tầng lớp con cái của chúng ta đó rất các em rất là thông minh rất là khôn ngoan khôn ngoan hơn chúng ta rất là nhiều thành ra đôi khi đó mình quan niệm của linh nha là linh phải nhìn nhận cái mà linh không có bằng các em nhỏ thì như vậy mình mới học hỏi được các con học hỏi ở mình nhưng mà mình cũng học hỏi ở lớp trẻ rất là nhiều thì đó là cái văn hóa của âu châu là biết nhận lỗi biết mình sai và nhận lỗi và xin lỗi và dẹp bỏ cái 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 cái, cái thay đồ là tôi là cha là mẹ thì tôi không xin lỗi được dẹp bây cậu bỏ cái đó qua và xin lỗi con cái văn hóa của người Mỹ Linh thấy Linh cảm nhận thấy là đất nước Mỹ là một cái đất nước rất là hào phóng để ý coi tại vì Linh làm trong truyền thông mà Linh làm trong media về tin tức Linh thấy nước Mỹ luôn luôn có những nơi nào khó khăn thì họ đến họ giúp những cái, những cái tổ chức vô vụ lợi hay là những những bác sĩ những cơ, cơ nhân viên cứu trợ không phải chỉ Mỹ không mà các nơi trên thế giới nữa nhưng mà Mỹ luôn luôn dẫn đầu bởi vì Mỹ là một đất nước mạnh nhất. Thì cái tâm hồn của người Mỹ cũng là một cái tâm hồn cũng rộng lớn và giang tay đón tất cả những người những người tị nạn, những người gặp khó khăn. Lẽ đương nhiên cũng có những thành phần họ không đồng ý. Tuy nhiên phần lớn nước Mỹ vẫn là một cái đất nước rất là hào phóng. Thì Linh, Linh appreciate cái điều đó và Linh dạy cho con Linh là sống không có ích kỷ. Sống phải biết thương người và mở rộng vòng tay với người ta và hào phóng với người ta giống như chơi với bạn bè cũng vậy uhm, chiều bạn bè nhưng mà đúng mức ví dụ như mình cũng phải hy sinh cho bạn mình cũng biết nhường nhịn bạn nhưng mà cũng phải biết tranh đấu cho những cái điều gì mà nó không phải ví dụ như là uh, cái điều gì mà nó không đúng lẽ phải thì mình phải biết tranh đấu linh linh dạy con linh á là con phải biết xin lỗi khi con làm sai phải biết admit cái lỗi của mình và xin lỗi và học từ cái lỗi đó nhưng mà con cũng phải biết đấu tranh tức là fight back với những cái điều gì mà nó bất công mà nó xảy ra với con hoặc là xảy ra với bạn bè con phải biết fight back để mà để mà cho người ta thấy cái điều đó là nó không công bằng nó không có đúng thì ba cái điều đó là linh thấy ở ba cái nền văn hóa mà linh rất là rất là quý ừ. vừa rồi thì son có làm mc cho cái buổi phát học bổng của kim dương foundation thì rất là bất ngờ là có một cô gái trẻ lên đại diện cho nhóm học sinh để mà phát biểu và cô ấy viết một cái bài rất là cảm động, cảm ơn người mẹ của mình đã nuôi cho mình, à, nuôi nấng mình thành người như ngày hôm nay. rất là bất ngờ khi mà nói chuyện mới biết ra đó là con gái của chị Lưu Mỹ Linh đây. phải nói là chị rất là thành công khi mà áp dụng ba cái nền văn hóa để mà dạy dỗ đứa con của mình. nhưng mà ngược lại nếu như mà nếu như mà chẳng may đứa con của mình lớn lên mà nó không có được ngoan ngoãn, à, thậm chí là nó hư hỏng. Thì đối với cái truyền thống của người Việt Nam, ông bà ta thường nói là con hư tại mẹ thì chị thấy cái câu này đúng hay sai? Nó cũng có phần đó, nó cũng có phần đúng. Đó. Ông bà mình nói ít có khi sai lắm, nhưng mà nếu mà nói đúng 100% thì cũng không có hoàn toàn như mình mình phải tùy theo trường hợp, mình phải tùy theo vào cái cái thời điểm nữa. Ví dụ cái thời điểm câu nói đó xảy ra từ 100 năm trước nó ở thời điểm đó, mà thời điểm này nó có nhiều cái yếu tố khác. Nhưng mà cha mẹ có phần trách nhiệm rất là lớn trong cái vấn đề nuôi dạy con cái thành ra khi mà mình đã làm hết sức của mình rồi mình nuôi dạy hết sức mình rồi mà nó vẫn hư thì lúc đó mình mới give up nhưng mà khi mà mình đã hết nhưng mà mình cái vấn đề như thế này này bởi vì theo linh á nuôi dạy một đứa con nó là cả một cái nghệ thuật bởi vì mình chắc chắn là phụ huynh nào cũng thương con hết nhưng mà cái thương và cái biết thương như thế nào nó lại là hai cái điều khác nhau Thương con là một chuyện mình phải biết cách thương nó và biết cách giáo dục nó để cho nó cảm nhận được cái tình thương đó và nó mới khi mà nó biết rằng mình thương nó và nó hạnh phúc với cái tình thương đó đó thì nó mới nghe lời mình. Ví dụ như trong trường hợp thay vì là con Linh nó thích một cái điều gì đó, Linh cấm lại không được không được mắng mỏ rồi cấm rồi là ben nó cái này kia cái... thì lẽ đương nhiên là cái bonding không có rồi nó sẽ ghét mình nó sẽ nó, nó sẽ nó sẽ khóa cái tâm hồn của nó lại nó sẽ muốn nói chuyện với mình nữa rồi nó sẽ đi làm ngược lại cái ý của mình thành ra thay vì như thế thì linh sẽ compromise với nó ngồi xuống nói chuyện đấy à con thích cái này hả mà mình biết cái điều đó là không nên ví dụ vậy đó nhé con thích cái này hả Thì mình cũng thấy được đấy nhưng mà bây giờ thì con nhìn thấy là như vậy nhưng mà mẹ nhìn thấy nó hơi xa hơn chút thì nó sẽ gây lại cái họa như thế này thế này này thì bây giờ mẹ nói như vậy đó rồi con suy nghĩ con xem xem rồi con quyết định thì linh tuyệt đối đối với Linh là không có la mắng và không có bao giờ compare con mình với con người khác. Và luôn luôn ủng hộ con mình, mặc dù con mình nó nó yếu hơn. Mình cũng ủng hộ, mình nói ô, oh, luôn luôn là con mình nó giỏi nó hơn tức là mình 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 trigger cái cái power ở trong lòng của nó có thể là đứa nhỏ đó nó không có giỏi nhưng mà khi mình trigger đó tự nhiên nó tự tin đó, nó sẽ giỏi nó sẽ phấn đấu lên và nó sẽ giỏi còn nếu mà mình còn hay là mình cứ chê nó đó Thì thay vì nó giỏi Nó cũng sẽ nói là tại sao tôi phải cố gắng Tại vì mẹ tôi không appreciate tôi mà Mẹ tôi không không bao giờ be proud of me Con Linh có một lần nó hỏi Linh Mẹ có proud of con không like Of course mẹ proud of con Chứ lúc nào mẹ cũng proud of con hết Cho nên là mình cứ đưa nó lên mình cứ cho nó thấy nó là một nhân vật rất là quan trọng và nó giỏi và nó ngoan và nó xứng đáng thì tự nhiên nó sẽ sống xứng đáng với cái tự cái cái lòng tin tưởng của mình liên quan niệm như vậy tuy nhiên nó cũng là cái may mắn nữa nếu mà mình không may mắn mà có những đứa con mà nó quá ngỗ ngược nữa thì sẽ đương nhiên là sẽ phải là rất là um, nhiều công sức và nhiều cái 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 sự tranh đấu ở trong tâm để mà làm sao dạy nó cho nó tức là phải thật là kiên nhẫn và phải thật là nhường nhịn để mà để mà hướng nó nhưng mà nói tóm lại là nó có 50% phần trăm là trách nhiệm của cha mẹ và 50% phần trăm là tính tình mà trời ban cho nó nữa chị thấy vai trò của người cha quan trọng hơn hay là người mẹ quan trọng hơn linh là single mom cho nên đối với linh linh thấy là vai trò của người mẹ nó rất là quan trọng tại ừ. linh là single mom ừ. son cũng cảm thấy như vậy tại vì son lớn lên trong gia đình uh ba son thì hồi nhỏ là bị nghiện rượu cho nên là son uh, có tới bảy anh em nhưng mà nếu như mà không có mẹ son là một cụ trột của gia đình thì uh, xin lỗi cột trụ của gia đình thì chắc là son không có ngày hôm nay cho nên là son cũng thấy cái vai trò người mẹ nó vô cùng quan trọng mà đặc biệt là trong cái thế hệ uh, trong xã hội hoa kỳ thống kê cũng đã đưa ra là những gia đình mà có uh, nuôi nấng bởi người mẹ hoặc người cha vắng mặt thì đại đa số Uh, những người này đó họ không có thành công thậm chí là ở trong lao tù rất là đông đó là Đúng. cái con số Đúng. thống kê đó là cái, cái sự thật. Tại vì đứa, đứa trẻ nó sinh ra nó thiếu tình thương, ừ. con trai thì thường 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 có khuynh hướng là gần người cha hơn, con gái thì gần người mẹ nhưng mà cũng có nhiều trường hợp con trai lại gần với mẹ cũng tùy theo tính tình thôi, tùy theo người phụ huynh như thế nào uh, nhưng mà linh nghĩ đó là một đứa trẻ mà nó sinh ra nó được nuôi nấng trong cái tình thương cái sự cái sự bao bọc mà bao bọc nó đúng mức nha chứ không phải là không phải là bao bọc mà không có dùng cái trí óc của mình tình thương và giáo dục tốt đó, thì nó sẽ là những nhân tố rất là tốt rồi cho cho xã hội cho nên mình sinh con mình cũng muốn con mình sau này nó sẽ là những người công dân tốt những người phục vụ tốt cho xã hội cho cộng đồng mình mình không mong nó thành công là chức quyền địa vị gì hay là tiền bạc nhiều mình chỉ mong trước hết là nó là một cái người người tốt yeah. thành ra là những đứa trẻ mà sinh ra đó mà nó đã ví dụ như trong một cái gia đình mà nó thiếu người cha hay thiếu người mẹ là nó đã mất đi một nửa cái hạnh phúc của nó rồi là là một sự thiếu sót rất là lớn rồi cho nên đó, mình phải bù đắp vào cái phần mà nó thiếu đó nhưng mà thật sự linh thấy ở trong xã hội này đó những người như linh nhiều lắm không có ít đâu à, hôn nhân đó, bây giờ nó càng ngày càng ít mà hôn nhân ba cặp thì bây giờ hơn một cặp hơn một cặp là ly dị thành ra cái cái xã hội nó càng văn minh nó càng đi tới thì con người ta lại càng không thể chung đụng với nhau được nữa thành ra những người single mom hay single dad đó nhiều lắm cho nên cũng không lấy gì để nói là tuyệt vọng để nói rằng ồ tại sao tôi không được như người ta À, đôi khi nó lại là cái thử thách để đưa cho mình đến để thấy rằng mình có cái khả năng để phiêu phiêu vào cái cái chỗ trống của 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 cái sự thiếu vắng của người cha trong gia đình thì linh giống như linh vừa làm cha vừa làm mẹ luôn thì mình phải phiêu vào cái chỗ trống đó maximum luôn để mà mình tại vì mình đã mang đứa nhỏ vào đời rồi mình không thể bỏ bê nó được thì mình phải mang lại cho nó đầy đủ nhất có thể để mà nó trưởng thành nó không cảm thấy nó bị thua kém bạn bè hay là nó bị nó bị mặc cảm tự ti mà ví dụ như đứa trẻ mà nó đứa trẻ mà nó thiếu tình thương hay nó cảm thấy nó không được thương tại vì cha mẹ nói là thương nhưng mà đứa nhỏ nó lại cảm nó lại nói rằng nó không được thương tại vì cái 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 connection giữa cha mẹ với con gái nó thiếu cho nên đứa nhỏ nó cứ nói rằng ba mẹ nó không thương nói mà thật sự ra ba mẹ nó thương nhưng mà ba mẹ nó người người á châu mình không biết cách biểu lộ cái tình thương với con và lại không có gần gũi con mà kiên nhẫn để mà lắng nghe nó thành ra là cứ ở trên cái vế là cha mẹ ở trên con ở dưới thành ra cái bonding nó không có thành ra mình 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 nghĩ rằng mình ở nước ngoài mình may mắn mình học được những cái 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 hay những cái tốt để mà mình áp dụng vào để mình dạy linh không có coi mình linh linh hỏi con linh best friend của con là ai nó nói best friend là mẹ Tại vì mình muốn mình là bạn với nó Thì khi mà mình là bạn với nó Thì nó mới chịu nói chuyện với mình chứ Chứ nếu mình là mẹ nó nó sợ Mình nó đâu, đâu có dám nói chuyện với mình Mà nhất là khi con trai con gái vậy Bắt đầu nó tới cái tuổi teenage Bắt đầu nghe theo lời bạn Nhiều khi bắt đầu bạn suối cái này Dụ cái kia đi chơi đi Đi này kia rồi Nó phải nó giấu mình thì sao Nguy hiểm vô cùng Và cái điều đó là cái điều Linh rất là sợ Linh rất là sợ Tại vì những đứa nhỏ nó làm sai, có những cái sai, có những cái mistake mình làm mình go back được nhưng có những cái mistake nó vô cùng là lớn mà nó có thể thay đổi cả cái tương lai của đứa nhỏ luôn. Mình không muốn điều đó nó xảy ra. Cho nên mình phải lắng nghe, phải kiên nhẫn để mà nó làm sao để mà cho nó nó, nó open up với mình, nó nói chuyện với mình để từ đó mình mới hướng dẫn nó, để nó tránh. Mình ai ra đời cũng sẽ có những lúc mình làm sai, nhưng mà mình cố gắng giảm thiểu maximum để những cái sai của con mình đó nó không có làm thay đổi Cái tương lai của nó. Nó không có làm cho nó trở nên nó mất đi cái sự ngây thơ của nó, cái sự trong sáng của nó mình không muốn. Là một người phụ nữ mà phải đóng vai trò Cục trụ ở trong một gia đình thì sao nghĩ là ở đâu cũng khó. À, nhưng mà đặc biệt là với tư cách là một người nhập cư đến cái đất nước này, mình chưa hoàn toàn hiểu tất cả về đất nước này cũng như là xã hội này. Thì chị nghĩ là cái thử thách lớn cái thử thách lớn nhất là gì và làm cách nào mà chị có thể vượt qua được thử thách đó bây giờ hỏi linh linh cũng không có câu trả lời luôn khi sự việc nó đưa đến mình phải đón nhận nó thôi chứ bây giờ không lẽ mình chối bỏ mà mình cũng không thể chối bỏ được thì mình phải handle thôi chứ linh nghĩ ai ra ngoài đời cũng sẽ gặp khó khăn hết đó mà thật sự khó khăn nó đến nhiều lắm nhiều lắm trong đời nhưng mà khi mà nó đến với mình thì mình mình phải tìm kiếm cách mình giải quyết nhưng mà ở trong ở trong đạo người ta có nói một câu như thế này nè khi mà thượng đế ban cho bạn một cái sứ mệnh nào đó tức là ngài biết là bạn handle được ngài sẽ không bao giờ ban đưa cho bạn một cái gì mà bạn không có khiêng được nó quá nặng so với cái sức của bạn ngài sẽ không ban cho nên là đôi khi những cái nó đến với mình nó nó quá khó nhọc đi mình tưởng là mình không handle được nhưng mà deep down thượng đế ngài biết là mình handle được ngài mới đưa cho mình. Vâng, rất là đồng ý với những gì mà chị chia sẻ. Ờ um, sao không biết phải nói làm sao nữa nhưng mà phải nói là rất là nhiều người phụ nữ đặc biệt là người phụ nữ Á châu của mình là rất là thành công trong cái việc mà dạy dỗ con cái, chắc là vì cái truyền thống của ừ. cha ông ta để lại. Um, chứ còn mà đối với người Mỹ thì sao thấy là họ phải là hơi gặp nhiều khó khăn đấy. Đôi khi họ để những cái sự tự do nó đi hơi xa. Ừ. cho nên là sẽ có cái khó khăn với con cái à, nhiều khi mình cũng không đồng ý với người Mỹ là ví dụ như con cái nó có thể cãi cọ lại mà ngang bằng mà đôi khi rất là hỗn hào đó thì thì cái đó mình không đồng ý văn hóa của người Việt Nam mình rất là hay làm gì làm con cái không có được hỗn hào với cha mẹ và đó là cái điểm mà Linh rất là thích đúng rồi ừ. cảm ơn chị rất là nhiều à, <laughs> ngày hôm nay đã cho chúng ta biết được cái nghệ thuật của dạy con cái à, Sao biết là chị không muốn dạy đời ai Nhưng mà chị muốn chia sẻ cái cái kinh nghiệm cá nhân của chị Làm thế nào để mà dạy dỗ được một đứa con ngoan như vậy Phải nói là đây là một cái sự thành công của chị mà rất là đáng nể Cảm ơn Sơn rất nhiều Nói tóm lại là mình cũng may mắn thôi Mình cũng may mắn Với lại con của Linh là con gái cho nên cũng dễ Gần gũi nói chuyện với nó, tâm tình với nó Rồi mình đi đâu cũng có nhau hết để cho nó involve vào trong cuộc sống của mình rồi mình cũng biết nó làm cái gì thì 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 cái bonding giữa mẹ với con nó mới nó mới bền được nó giống như hai người bạn <laughs> hai hai mẹ con chắc giống như hai chị em ha Mình bữa nào mời uh, uh, con gái của chị Mỹ Linh lên đây để mà chia sẻ làm một cái talk show ha <cười> <cười> nếu có dịp nếu có điều kiện <laughs> ok rồi cảm ơn chị Lưu Mỹ Linh rất là nhiều đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay cảm ơn San rất nhiều đã uh, cho Linh cái cơ hội để lên nói chuyện với San hôm nay uh, Thật sự nó cũng là một cái rất là bất ngờ Thưa quý vị Lưu Mỹ Linh không có nghĩ là san sẽ hỏi linh những cái câu chuyện mà nó liên quan đến vấn đề giáo dục như thế này nhưng mà đây là chia sẻ những cái cái kinh nghiệm cá nhân thôi và kính chúc quý vị thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình người thân. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất nhiều đã theo dõi cái buổi talk show ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần tới. Thân ái kính chào. nhà khoa ngay hôm nay merry christmas and happy new year Giáng sinh là mùa lễ mua sắm tặng quà cho nhau. Không gì thiết thực hơn là những chiếc gối êm ái đang buy one get one free, rồi sale 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 bớt đến 500 đô cho các bộ nệm cứng chống đau lưng, 100% cao su thiên nhiên, có finance không tiền lời, có shipping nệm cao su đến các tiểu bang. Kính Chúc quý khách mùa Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc. Happy to easy 7148976100 hay 7144877889 Happy Holidays Teletron kính mời quý đồng hương tham dự nhạc hội hoàn toàn miễn phí được tổ chức bên trong tiệm Teletron Golden Grove liên tục trong 3 ngày thứ sáu 15 thứ bảy 16 và chủ nhật 17 tháng 12 từ 1 giờ trưa đến 8 giờ tối quy tụ hơn 60 ca nghệ sĩ nổi tiếng Thanh Lan Trần Thái Hòa Nguyễn Hồng Nhung Hồ Hoàng Yến Ngọc Ngữ Châu Ngọc Hà Tuấn Vũ Phương Hồng Quế Kero Kim Đoàn Phi Thiên Tô Nhật Hạ, Mai Lệ Huyền Tuấn Châu Sĩ Đan Loan Châu Công Thành Linh Lilian Thomas Linda Trang Đại Gia Huy Thiên Kim Trúc Linh Trúc Lam, Andy Quát, Thành Lễ, Nguyễn Đức Đạt, Khánh Hoàng, Như Mai, Justin Nguyễn, Mỹ Huyền, Chế Phong, Phương Loan, Ngọc Thúy, Đỗ Tiên Dung, Việt Khang, Thanh Trúc, Đăng Vũ, Thanh Vi, Lưu Việt Hùng, Tina Ngọc Lan, Việt Hoàng, Khánh Trân, Vũ Quang Vinh, Thanh Thủy, Cải Lương, Ngọc Huyền, Kim Tiểu Long, Hoàng Nhất, MC Nam Lộc, Kiều Trinh, Anh Dũng, Băng Châu, Oscar Nguyễn, Âm Thanh, Dũng Hà Trắng, Ban Nhạc Hoàng Nghĩa và còn nhiều các nghệ sĩ sẽ xuất hiện vào giờ chót. Ngoài ra, Hot Dog và Soda chỉ một đô la mà thôi. Nhiều sản phẩm tiện nghi và sức khỏe được đại hay giá tối đa sẽ là những món quà thiết thực trong mùa Giáng sinh năm nay như Nồi cơm điện hiệu Tiger làm tại Nhật chỉ 88 đồng Cao ly hoàng đế đơn một hộp 30 gói giá 500 đồng Xeo 300 đồng mua 1 tặng một Mắt nạ trị liệu và dưỡng da cao cấp Xeo Return Planium MD Made in Korea do tại tử Nam Hàn Lee Minho giới thiệu Giá 2.800 Xeo 2.350 đồng Tặng hai hộp cao ly hoàng đế đơn trị giá 600 đồng Ghế massage Sinca JP1100 Made in Japan 5 năm warranty giá 10.000 đồng sale 7.999 đồng Trả góp 4 không tin lời Nếm cứng chống đau lưng Amante một trong phần trăm made in Italy 20 năm warranty Giá 7 ngàn Sale 4 ngàn 499 đồng Chỉ 94 đồng một tháng Tặng một hộp cao ly hoàng đế đơn Máy lọc nước điện giải K8 Kenjin Made in Japan Tặng hai hộp cao ly hoàng đế đơn Chỉ giá 600 đồng Thảm đa nhiệt serotonic Made in Korea Giá 1 ngàn 699 đồng Dương trị liệu mà sang nhiệt Saracem Master V6 Made in Korea Giá 8 ngàn đồng Sale 5 ngàn đồng Trả góp không tiền lời Tặng quà đặc biệt kính mong quý đồng hương nhớ đến tham dự nhạc hội miễn phí quy tụ hơn 60 ca nghệ sĩ nổi tiếng với nhiều tiết mục tân cổ nhạc vô cùng đặc sắc trong suốt 3 ngày thứ sáu 15, thứ bảy 16 và chủ nhật 17 tháng 12 bên trong tiệm Teletron Golden Grove trên đường Beach góc Golden Grove điện thoại 714 892 6999 714 892 6999 trang nhà teletronusa.com